Hello anh em. Ui. Ba con leo na luôn này. Hello mọi người nha. Bác sĩ mới đó, vẫn vậy mà. Yasuo này. Heo này. Ất siêu to khổng lồ à. Bài ấy khó đánh. Mình hay bị đồ xấu. Này ván này đồ như vậy đánh được này. Để xem coi đó. Cung à. Đang tính đến Yasuo nè. Yasuo thì chắc là ván này chơi Yasuo đi bộ đó, khỏi đại bác. Ván này đánh Yasuo đi bộ. Luôn. Hay là đánh mực ta. Cung xanh hắc ám à. Nước mắt cũng được nè.
Nếu mà lấy kháng phép thì đánh Yasuo luôn. Giỏi luôn. Đánh Yasuo đại đi. Cùng cung luôn đi. Thế làm crit phép trước. Thăm sang lên tình yêu. Mà đến với nhau đêm nay. Thôi lười đi. Có Yasuo chốt Yasuo luôn. Mình tính lấy crit phép trước. Có gì xoay Yasuo cũng được. Crit hắc ám trước rồi có gì xoay mực cũng được. Mà quên mất lây hoay quá. Lấy mẹ gậy hắc ám trước là được rồi. Rồi thôi hai Yasuo. Tiếc đéo rồi nữa. Hai Yasuo là ngon rồi anh em. Cho nó bàn tay công lý với crit phép hả? Là crit phép hắc ám bàn tay công lý cũng được. Mất mẹ một đồng lợi tức. Ma gặp thằng up 6 luôn ạ. À. Anh nổi. Vội thế. Đâu win chết đâu mà up tới tận level 6 vậy. Đâu win chết đâu mà nó up ghê vậy. Chào thầy, chúc thầy buổi tối vui vẻ. Cảm ơn Phạm Trọng Vĩ nha. Yasuo độ rồi còn gì nữa à. Độ vãi lên. Yasuo 2 này. 4 ma sứ anh em ơi. Yasuo độ. Đến với nhau đêm nay. Hãy thức tiếng ca cho đời mê say. Buồn đau mà chỉ người đừng nhớ. Đến với nhau đêm nay.
Mình tính lấy đai máu ấy, mà nghĩ lại thôi khỏi cũng được. Buồn buồn là mình ghép cái khăn luôn. Điên là Yasuo ai lại xài hết kiếm bạn. Tài người ta xài kiếm súng, ai xài hết kiếm. Nhưng mà con Yasuo á, mà các bạn muốn xài kiếm súng á thì nó phải lên 3 sao. Muốn xài kiếm súng thì lên 3 sao xài kiếm súng ngon hơn. Nhưng mà thay vì xài kiếm súng, các bạn cho mẹ nó cái giáp máu hay giáp bom ác ám là tự nó trâu bò. Trời ơi, người yêu ơi, nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, thắp cùng trao ngất ngây. Xây rác thì con rác làm sao mà mặn mà con Yasuo bạn? Đánh là đánh Yasuo luôn, rác gì? Chắc là xài bàn tay công lý hắc ám đi nhở. Chắc mình xài bàn tay công lý hắc ám đi cho nó ngon. Rồi luôn, nhặt sau luôn, nhặt cuối luôn. Chưa biết là nên đánh cái gì luôn đây này. Bà mẹ đó. Đấy, sắp máu luôn thôi. Lấy máu cho heo đi, tí đưa Mordor. Reo luôn rồi này. Reo Nautilus. À, cho heo dắp máu đi. Bắt con reo vô cũng được. Đánh chậm hơn tí. Nhờn với heo. Không xem được lag à? Cái này mình chịu ấy. Chơi cái gì vậy? Hình như muốn chơi 5 tiền ấy.
Chưa đủ đồ Yasuo nữa nhỉ. Trông hơi đần. Em ván này đánh 6 con ma sứ ta. Ồ, oh, con Neko này. Ta lại là hai cái BF. Đồ kỳ. Chưa có đổi Yasuo nữa. Gặp một thằng vô cực hả? Cũng được. Cái đệt mà nó hai găng thôi. Hết kiếm nuôi a phèo. Hai găng cho Lee Sin cũng được. And so darkness I become. 4 đồ long đi nhỉ. The coven has eyes everywhere. Hai găng cho Ly được. Ồ, oh, Raven 2 rồi kìa. Ừ, giết kia kìa. Khó chịu nha. Nhưng mà đồ kìa bạn. Dễ gì, đồ kìa. Đồ không đắn được luôn ấy. Đồ đánh gì giờ? Một đồ yếu quá, một đồ một mà lấy gì mặn bạn? Đồ xấu quá. Đồ của bạn nó xấu. Bữa nay toàn bị đồ xấu nhỉ? Đi lượm gậy đi. Em phải cho Mordor khăn, cho Yasuo khăn ta. Yasuo khăn vĩnh hằng với lại bàn tay với lại kiếm súng à? Khăn vĩnh hằng kiếm súng hay trời. Yasuo khăn Mordor khăn à? Ôi, Rai tinh thần mực kìa. Vút rồng hát ám được không? Đừng cái gậy đi đó. Crit phép này. Crit phép khăn đi nhỉ. Hay là kiếm súng đi. Tận dụng BF không. Kiếm súng. Kiếm súng khăn à? Hay là găng bảo thạch vô cực. Găng bảo thạch vô cực luôn à. Khô máu à.
crit chết đi. Crit khăn thì còn 2 BF cũng phế, độ này không có xài được. Thôi gặp bảo tản vô cực luôn đi. Chiến đi anh em. Chiến đi. Mày chết, hai là tao chết, đúng không? Kêu để dành nhá, tí có gì mình kẹp Taric ấy. Tí có gì mình bỏ bớt hai đồ long, mình đồ này là không cần hai đồ long, mình bỏ bớt hai con đồ long ra mình kẹp con Taric, kẹp con Kêu vào đánh 4. Nếu mà Yasuba là đánh 4 con đấy. 4 con quân đoàn với lại kẹp thêm tiên tộc cho nó gắn. Mỗi quân đoàn tiên tộc cho nó gắn. Đánh 2. Rai này cái chói khốn nạn lắm. À ok. Thắng là được. Đừng có thua rồi. Crit hắc ám bây giờ con Yasuo bữa một bữa mới có 80 máu thôi. Còn vô cực hắc ám bữa một phát mất 3%. Máu tối đa cuồng cung nó là 6% đấy bạn. Nó mất 6% máu một hit đấy. 6% tụt ghê lắm. Đôi khi ván này kẹp tiên tộc đấy. Ván này mình có Neko khăn. Khăn này không cho Mordor. Má khăn này cho Mordor cũng ngon. Nhưng mà bây giờ mình tính khăn là cho con Diana ấy. Các bạn muốn mà ulti được ấy. Con Mordor thì cũng ngon. Nhưng mà bạn muốn ulti được ấy, bây giờ nhà nào nó cũng Syndra ấy anh em. Nhà nào nó cũng xài Syndra ấy. Nhà nào nó cũng xài Syndra hết. Nên cho con Diana ngon hơn. Nhà nào nó cũng vác con Syndra vào mồm hết á. Muốn con Diana ulti được phải cho nó khăn. Con Mordor chỉ là tan ván này thôi. Từ từ, khoan lại kiếm súng nha, biết nó ra thì hắc ám đấy. Biết nó ra thì hắc ám đấy anh em. Bình tĩnh đấy. Thôi chắc Unin hết tiền đi. Run hết tiền cú đi. Run hết tiền đi để xem có lên được con Yasuo 3. Ố, thôi lên rồi. Lên nào, ok. Rồi Yasuo 3 tính đường đánh 4 quân đoàn nhá. Tính đường đánh 4 quân đoàn này. Thôi kiếm súng này em. Sợ, mình sợ tên này nó được chậm thì hắc ám ấy. Cho Mordor thì nó bị tụt. Vô bị con Rai nó chói, tí con Diana lên 2 ấy. Thứ nhất là không bị Rai chói, được nhiều thứ lắm. Má thằng lên này đam to đấy. Rồi, thằng nào đam to hơn? Thằng nào đam to hơn? Sao đam không bạn? Sao đam không bạn ấy? 4 quân đoàn nhá, chắc bỏ bớt 4 đồ long nữa mà. 4 quân đoàn cho con Yasuo nó gây đam à. 4 quân đoàn với lại kẹt tiên tộc cho Yasuo đừng ăn khống chế là được. Ui game đều thế. Tí nữa lên con Diana 2 thì các bạn biết. Toàn Syndra không à.
Toàn xin The Rabbit Ride không à, nên mình không cho. Ủa con Pan chưa lên 2 à? Ôi tôi nghĩ con Pan lên 2 rồi, thì đi tôi bán con Pan đi. Bán Pan không có, đi chết. Căn năng mực này nè. Raven cầm vút 7 thì đam đâu ra? Raven cầm vút 7 thì đam ở đâu bạn? Đam ở đâu ra? Mất mũ, mất thông đạo. Thiên thần cùng đao bàn tay công lý. Tí lên có Dana 2 đi mới ngon. Kiếm có Dana, kiếm bí ẩn cái đó. Bây giờ mình đánh 6 ma sứ bỏ đồ long không? Nên không anh em? Tại vì Yasuba đấy, không cần 4 đồ long đâu. Quên không xếp Dana rồi. Đúng rồi, 6 ma sứ đi. Đánh 6 ma sứ bỏ 4 đồ long đi. Để cho con Yasuo chủ yếu là nó trâu thôi. Đừng bị sóc chết, chứ 4 ma sứ là bị sóc chết đấy. Đúng không? Bỏ 4 đồ long đi. Cho Darius tính là tính đổi đồ luôn này. Nếu Darius 2 đổi đồ Darius luôn. 6 ma sứ cho đủ châu. Mua mô đơn thủ đi. À, bỏ kêu cũng được rồi đấy. Tăng đi. Đổi đồ ly 2 găng ha, đợi ly xin 2 đổi 2 găng con này cũng được nhỉ. Đổi 2 găng con cũng được. Thôi khỏi đổi đồ mod ơi, đợi ly xin 2 găng đổi quá. Chắc giờ lên chết đánh 3 bí ẩn. Có mặt thứ 3 bí ẩn. Trời ơi, má nó chặt một chặt kìa. Nó chặt một chặt thốn tận trời xanh luôn. Kinh đẹp thay lắc à? Kinh đẹp thì cũng chả bất tử được. Tuyến mình toàn tuyến trên không, kinh đẹp đã đưa lên đầu đứng à? Kinh đẹp không lẽ đưa lên đầu đứng. A phe cung xanh. Tí cho Darius 2 găng, đổi đồ Lee Sin. Phe cung săn. Hay lên chết đánh 8 ma sứ. À Kindred kích cung đúng không? Lắc búp khiên, Kindred thì kích cung. Nhìn con nào ngon đấy bạn ơi. Lắc búp siêu chủ yếu cứu cho là Yasuo chặt thôi chứ. Afe 1 mà gắn với ai? Là Afe 2 tính. Này 8 con ma sứ luôn rồi này. Lên chết là 8 ma sứ luôn đấy. Để Yasuo nó gắn 8 ma sứ chứ nó không sóc đam chết được. Yasuo gắn.
Thằng nào cũng kẹp gấu để phá siêu mình này. Trời ơi, đồ mà nó đam. Ôi ơi, nó đam. Nó bẹp, nó chặt cái ulti thôi là đồ má, chết luôn rồi. Ba ẩn đi. Xài ba ẩn đi. Còn rải chói khốn nạn thật đấy. Đi xin ra đung đồ hút rồng hết kiếm đứa. Ra đung đồ khôn thì để mày lại. Tao sợ mày ra đung đồ ngu thì đi bỏ, nhưng ra đung khôn thì để mày lại. Đồ này tăng được. Đồ này hút rồng hết kiếm, đống kháng phép. Tăng ok. Đấy, giờ con này bay vô này, con này bay vô đâu có bị con xin ra ném đi đâu. Ulti vào mồm mực này. Chả bị gì hết, đó, rai chó đâu có được đâu, thấy không? Ulti vào mồm mực này. Ulti vào mồm mực. Cho nó chán chết mở nó đi. Win mở này. Để xem được Darius 2 không? Xem coi có được Darius này không? Giờ không lẽ lấy máy chiếu thì nó lại cục xúc quá. Lấy mẹ Diana 2 đi. Lấy Diana 2 đi. Không lên được. Được, vút 7 là được. Ui, ba con Diana luôn, bà nội luôn. Má con Yasuo nó bầm. GG. Ui. À, con lag nó vào một cái tí chết cái modder. Tí thua. Tí thua luôn. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Sinh ra là trẻ châu tinh.